smartphone mới gần như tràn viền 100%. Trong bối cảnh vẫn chưa rõ dòng sản phẩm Mate 30 Pro sẽ đi về đâu do không được hỗ trợ dịch vụ của Google, Huawei bất ngờ tung poster hé lộ về một chiếc smartphone mới sẽ được ra mắt vào ngày 17 tháng 10 tới đây tại Pháp. Hoàn toàn không có một thông tin hé lộ nào về thế hệ smartphone này. Ngay cả động thái ra mắt một sản phẩm mới chỉ sau hơn một tháng trình làng Mate 30 Pro của Huawei cũng khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng, và giới chuyên môn thì không kịp trở tay. Tất cả những gì người ta có thể nói về chiếc smartphone này. Đó là thiết kế vô cùng ấn tượng của nó trên tấm poster gửi tới báo chí Pháp, với khả năng là một smartphone tràn viền gần như 100%, tất nhiên là với việc hoàn toàn không sử dụng thiết kế phần viền, tai thỏ hay giọt nước đi kèm. Một chi tiết đáng chú ý khác chính là điểm sáng ở phía trên bên phải, dường như gợi ý về một ống kính camera đặt bên dưới màn hình. Theo giới chuyên gia công nghệ phân tích, smartphone mới này của Huawei sẽ nhấn mạnh vào thiết kế và màn hình. Trước đây Điện thoại duy nhất của Huawei sở hữu màn hình kiểu này là smartphone tầm trung 9 nhân dân tệ RAM 2019. Nhờ sử dụng hệ thống camera selfie pop-up,